Ê, xin chào quý anh em, mình quay tàu cá lưới quay đêm của anh Trái ở Phú Lạc, Phú Yên cho quý anh em mình xem nha anh em. Tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên, số đêm rô 95889 của anh Trái ở Phú Yên. Trước khi quay tổng quát và chi tiết về một vài nét về tàu cá của anh Trái thì mình xin chúc cho tàu cá của anh năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi nha anh em. Bữa nay ngày tốt và mình quay tàu cá của anh Trái và tí xíu nữa là mình quay luôn cái cảnh hạ thủy tàu cá cho quý anh em mình xem luôn. Thì mình sẽ quay kỹ tí xíu ở cái mặt của tàu, bởi vì theo mình cảm nhận là tàu cá của anh Trái là mở căng hông, trần hông và căng dai rất là đẹp ha. Những cái chi tiết vô be, những cái chi tiết đường phả nhìn rất là đều, nhìn rất là êm ái. Quay kỹ phía trước mặt tàu cho quý anh em mình xem. Ghe mở đứng hông ha, vuông chuộng ha, rất là đẹp. Đấy, mình quay sang qua một cái góc nghiêng để anh em thấy cái độ trần bụng của con tàu ha. Tàu cá của anh Trái là dài tầm 22,5 m, rộng tầm 6,8 m và tâm hạ tầm 3,7 m, 3,8 m nha anh em. Mình đứng cái khoảng cách này để nhìn ra phía xe sau cái đuôi lái của tàu để thấy được cái độ dài của con tàu dài tầm 22,5 m. Tàu cá mở mặt tàu rất đẹp ha, mình quay rất là kỹ ở cái chi tiết phía mặt tàu. Cái khu vực mà rất nhiều anh em khi xem video là luôn yêu cầu mình là hãy quay kỹ ở bên phía mặt tàu tí xíu, và cùng với cái thớ mà trần cái hông tàu đó, trần cái hông tàu mà khi mà vô những cái lá be đầu tiên là bắt đầu họ mở căng bụng tàu. Mình sẽ quay kỹ những cái chi tiết đó cho theo yêu cầu của quý anh em. Tàu cá đang ở trên ụ và chuẩn bị hạ thủy, cho nên là mình sẽ có cái cơ hội mà quay chi tiết ở cái phần thân tàu cho anh em xem. Anh em quan sát cái ngang hông tàu để thấy cái chi tiết những cái lá be nè, những cái đường hồ nè. Và mình sẽ đi hẳn ra sau lái để quay cái kỹ thuật của người thợ họ xây cái góc lái như thế nào để thấy được cái sự thẩm mỹ của con tàu nha anh em. Thường thường mà anh em thường chú trọng vào cái mặt tàu, nhưng mà thật sự mà đỡ có một con tàu đẹp mà gọi là xuất sắc á, là đòi hỏi cái người thợ họ phải khỏe ở cái phần dai nè, phần tâm hạ nè và phần sau góc lái. Đây, chúng ta cùng theo chân bình đi ra sau lái để thấy, quan sát được cái mơ lường của cái lái tàu nha. Ở phần sau mơ lường lái á, đòi hỏi cái kỹ thuật của anh em thợ phải phả nó vừa trần được cái hông lái. Trần được cái hông lái là nó tạo được cái sự vững vàng của con tàu khi mà nó ôm cua ha, hoặc là khi mà nó qua cái góc nghiêng. Mà vừa trần được cái bụng lái mà vừa khỏe cái góc vớt của cái lái, để cái phần mâm lái, cái phần mà tiếp xúc với nước á đó. Cho nên là nó mới tạo nên được cái độ sắc nét của con tàu. Đó, phải trần hông bụng của mơ lường lái mà vừa phải vớt được cái đít lái cho đẹp nữa, đòi hỏi cái kỹ thuật của anh em thợ ở cái phần này nó cũng rất là cao. Đó, mà thường thường chúng ta hay nhìn vô cái thẩm mỹ của con tàu, chúng ta hay nhìn vô cái phần mặt tàu là nhiều. Đó, quay chi tiết và mình giới thiệu một vài nét cũng gọi là nó hơi sâu theo cái sự hiểu biết của mình cho quý anh em mình xem. Đó, anh em mình quan sát ở dưới cái mơ lường lái nó có hai cái cục gu á, là một cái cục gu là để bắt cái máy đo dòng chảy, và một cục gu phía bên này là bắt cái máy giờ chụp. Đó, vừa quay cái những cái chi tiết điện tử và vừa quay luôn cả cái phần kỹ thuật lái cho anh em xem. Đó, mơ lường lái ha, vừa trần được cái hông lái mà vừa vớt được cái đuôi lái sao cho nó đẹp. Đây, bây giờ xin mời quý anh em mình
theo chân Bình cùng leo lên tàu để khám phá tí xíu ở trên cái khu vực tàu nha. Dạ, cao quá. Đây, Bình đang đứng ở trên khu vực bon tàu, quay về góc trước. Đấy, Bình đang đứng tại khu vực cảo ha. Thường thường Bình chọn những cái góc quay để nó lột tả được cái góc này, để lột tả được cái độ rộng và cái khoảng cách của cái từ cái góc cảo về cái dai mũi, để thấy được cái khu vực làm việc của mấy anh em tàu. Này, Bình đi về trước cái khu vực bồng mũi để anh em mình xem cái khu vực lên khoang. Đây, quay cái trụ cảo cho anh em xem, mà trụ cảo mặt tầm 55 tầm nha, cái con số chính xác Bình đưa ra nó tầm, nó có sự dao động tí xíu đỉnh. Nguyên một cây bằng gỗ xay cao 10m5. Đây, Bình ngồi ở cái góc dai mũi nè, quay về phía đằng sau nghe khu vực cảo ngược lại cho anh em mình xem hai cái góc chiếu, để anh em mình thấy được cái sự rộng rãi của một con tàu. Và quay chi tiết về cái bồng mũi cho anh em xem. Đây, ở này mấy anh em cũng thả cái nghè nằm để nó chịu lực toàn cái dai của con tàu khi lên phen. Đó, Bình rất thích cái chi tiết này, đặc biệt là ở tàu cá Bình Định là lúc nào họ không phải cái dai đó. Đây là cái trụ súng phen ha, trụ rời bắt hai súng phen. Ống tầm 115-120. Đây, quay kỹ kỹ những cái chi tiết cho anh em xem. Có cả dàn đổ bên lưới nè, gồm có hai máy kéo, một máy trên dàn đổ và một máy phía dưới nè. Quay cái mặt bổ chụp của con tàu cho anh em xem, nguyên cái bổ chụp bằng gỗ xay, dày tầm 12 phân. Ở trong video thì chắc có lẽ thì anh em khó cảm nhận được cái độ dày của cái mặt lá bổ chụp ha. Tàu bữa nay làm mới lại hoàn toàn, sơn mới lại hoàn toàn cho nên là Bình mới quay cho anh em xem lên hình cho nó đẹp. Tàu cá được trang bị máy đo dòng chảy, radar, máy giờ chụp và trang bị động cơ 6 HI. Đây, bây giờ Bình sẽ lên trên cái khu vực cabin, khu vực bồng lái của anh thuyền trưởng và khu nghỉ ngơi của mấy anh em tàu. Tại khu vực lên này nó có một cấp cầu thang là bước lên ha. Đấy, rất là cao. Nội thất ở trong cabin thì anh em thiết kế khá là đơn giản ha, nhưng mà anh em thiết kế cái kiểu cabin này là quan sát ở khu vực mà anh thuyền trưởng lái cùng với cái khu sinh hoạt của mấy anh em á, nó rất là rộng rãi. Đây, mình nhìn ra phía ngoài của khu vực làm việc cho mấy anh em mình xem. Đây, tại cái khu vực của anh thuyền trưởng mà bước xuống cái gian sinh hoạt của anh em á, đi ngang qua hai cấp cầu thang. Thì đặc thù ở trên những cái con tàu lưới quay hoặc những cái con tàu mà hơi lớn lớn, anh em nào cũng thiết kế cái tấm phản này hết để cho khu vực sinh hoạt của mấy anh em á. Nhưng mà cái thiết kế giữa cái tấm phản và tầng trên với tầng dưới mà nó khoảng cách nó cao á, thì thấy nó thoải mái hơn. Còn cái tầm cabin của hầu hết những anh em tàu lưới quay thì nó cũng có sự dài hay ngắn hơn một tí xíu đỉnh thôi, chứ không có sự chênh lệch nhiều. Đây, Bình ra khu vực sau mâm lái và khu vực bồng lái ở sau luôn cho quý anh em mình xem. Đây, Bình ra ngồi cái góc lái này đã chọn cái góc quay về trước để thấy cái độ dài của con tàu. Đấy, còn phía bên hông này là cũng hai tàu cá của gia đình ha. Đây, mình quay cảnh tàu cá Hà Thủy cho quý anh em mình xem. Tàu cá Phú Yên 95889 đang hạ thủy. Chúc cho tàu cá của ghe 889 năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi nha. Thì cái thời điểm bây giờ Bình quay rất là nhiều ghe lưới quay đêm của Phú Yên hạ thủy. Rất là nhiều anh em hỏi sao dạo này Bình hay quay tàu cá hạ thủy thế. Thì bởi vì cái kinh tế ở cái vùng của Bình á, là cái kinh tế mà làm biển là chính, thu nhập từ biển là chính,
mà mấy anh em mình biết là một con tàu cá lưới quay á, thì đi tầm từ 15 đến 20 nhân lực, có nghĩa là trên tàu cá thì khoảng tầm mười mấy đến 20 gia đình, mà đa phần anh em làm việc là người ở địa phương của làng mình là chính, cho nên là mình luôn mong tàu cá của quý anh em lúc nào cũng làm ăn thắng lợi hoàn toàn, để xây dựng kinh tế ở địa phương mình càng ngày nó càng mạnh hơn, và thúc đẩy những cái ngành nghề khác tại địa phương cũng phát triển theo. Cho nên là dạo này là mình canh quay những cái thước phim về Hà Thủy, để có gửi những cái lời chúc đến cái đoàn tàu cá lưới quay đêm của Phú Yên. Đây xin mời quý anh em mình theo dõi cảnh Hà Thủy của tàu cá Phú Yên 95889 của anh Trái ha. Dài tầm 22m rưỡi, rộng tầm 6m8 và tâm hạ tầm 3m7, 3m8 nha anh em. Tàu đang Hà Thủy tại ụ kéo tàu Hùng Thi, một trong những xưởng kéo tàu mà lớn nhất ở tỉnh Phú Yên, với tổng diện tích 35.000m2 và sức chứa của ụ kéo tàu là từ 60 đến 80 ụ tàu. Một ụ kéo tàu rất là rộng rãi mà từ trước tới giờ bà con ngư dân ở địa phương tỉnh Phú Yên á rất là muốn có một cái ụ kéo tàu mà nó gọi là nó đạt cái tiêu chuẩn như thế này. Trước kia chưa có ụ kéo tàu thì anh em làm nghề lưới quay đêm hoặc là anh em làm cái nghề mà sử dụng những cái con tàu nó hơi lớn á, phải di chuyển từ tỉnh Phú Yên sang một cái địa phương khác để bảo dưỡng tàu cá. Thì bây giờ là ở tại tỉnh Phú Yên có ụ kéo tàu Hùng Thi rồi, cho nên là tất cả các tàu cá ở tỉnh Phú Yên mà sử dụng những tàu cá lớn, sử dụng những cái con tàu mà công suất lớn á, thì đều lên ụ kéo tàu Hùng Thi để bảo dưỡng và sửa chữa. Đây mình đi ra sau lái để quay cái cảnh con tàu sắp hạ thủy cho quý anh em mình xem. Còn khoảng mười mấy 20m nữa thì tàu tiếp giáp hạ thủy rồi. Chuẩn bị lắng nghe động cơ 6HI dòng máy 2 turbo của Jangme nha anh em. Rất là đẹp ha. Anh em từ góc này anh em thấy cái độ trần bụng lái và trần cái bụng mũi. Tàu cá phả cái đuôi góc lái rất là đẹp. Thì nếu như mấy anh em mình mà hay để ý mà theo dõi trên cái kênh video của mình á, thì đa phần mình quay tàu cá của anh em là mình lựa những cái ngày tốt mình quay, và cái ngày đăng mình còn lựa những cái ngày nó hơi tốt mình đăng video lên cho quý anh em mình xem. Bởi vì mình làm cái kênh YouTube của mình á, không hẳn gì đăng nhiều video hay là chạy theo nhiều view, mà mình chọn cái đề tài nó hơi đi về, nó hơi mang về cái tính thiên về bà con ngư dân nhiều hơn ha. Tàu cá đang hạ thủy chuẩn bị tiếp giáp nước rồi anh em ơi. Đang hạ thủy tại ụ kéo tàu Hùng Thi. Mà anh em của đội ban quản lý và anh em kỹ thuật kéo tàu làm việc rất là chuyên nghiệp. Tàu hạ thủy rất là êm ái và nhẹ nhàng. Bởi vì để vận hành mà kéo những cái con tàu mà dài tầm 23 đến 23 mét lên ụ và xuống ụ một cách mà êm ái nhẹ nhàng, không phải là một cái xưởng đó đóng tàu, một cái ụ kéo tàu nào cũng làm việc được như vậy ha. Trước kia thì anh em kéo tàu lên ụ đi rất là xa, từ ngày có ụ kéo tàu Hùng Thi thì mà anh em làm việc gần, nó tiện lợi về cái mặt đi đứng, về mặt thời tiết, và nó tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Tàu đang dần tiếp giáp nước nha anh em. Mình quay lại cảnh tổng quát của toàn bộ thân tàu cho anh quý anh em mình xem lại một lần nữa, để quý anh em mình sẽ ngắm được cái cảnh dáng của tàu lúc ở nằm ở trên ụ trên dàn sàn và lúc nó hạ thủy như thế nào nha. Sẽ ra cái dáng tàu như thế nào thì chúng ta sẽ thấy được. Bởi vì một con tàu nó kéo lên ụ thì cái vóc dáng của nó nhiều khi chúng ta thấy ở trên ụ nó khác, nhưng mà khi hạ thủy cái độ tiếp giáp nước, cái độ sâu nước, cái độ nông nước thì nó sẽ ra được cái dáng tàu nó khác nữa nha anh em. Cái điều đó là nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật đóng của người thợ ha. Ok, tàu đã tiếp giáp nước hoàn toàn, chuẩn bị nghe động cơ 6HI khởi động.
Thì mình cũng xin gửi lời chúc đến tàu cá Phú Yên 95889 của anh trai mùa giải năm 2021 làm ăn hoàn toàn thắng lợi. Chúc cho quý anh em mình luôn luôn thành công. Quá đẹp. Chuẩn bị máy nổ máy dê ra ha. Dàn sàn nó xuống hẳn hoàn toàn ở dưới nước rồi. Chờ nổi thân tàu lên. Động cơ 6 HI đã được khởi động và bơm nước đã hoạt động rồi nè. Cái lòng sông nghe chỗ khu vực anh em hạ thủy á, nó không đủ dài để anh em dê lui hẳn ra một phát, anh em phải dê đé lái để lấy thớ ha. Khu vực này là tàu cá anh em về nghỉ mùa đông, anh em neo đậu rất là nhiều, và mấy anh em tàu cá lên chờ chuẩn bị lên ụ, và một số anh em hạ thủy xuống họ cũng neo tại khu vực này á, cho nên là hạ thủy xuống rồi phải xây chở tìm cái khu vực nữa. Neo đậu chỉnh đón hoàn toàn rồi mấy anh em sẽ chạy tới cái khu vực gần cảng cá Phú Lạc đó. Cái khu vực mà neo ghe ở làng nhà đó. Mấy anh em mới neo đậu cố định được. Trời gió xây trở mấy con tàu này lên xuống à, về tới về lui đùng đùng. Lại ở đây luôn mà chờ ông đại xuống dưa luôn mà. Xin chào quý anh em, lúc nãy mình quay cho quý anh em mình xem cảnh hạ thủy và dê tới dê lui xây trở ở trên khu vực của ụ kéo tàu Hồng Thi. Bây giờ mấy anh em mình chạy tàu về tới cái bến neo đậu của sông nhà rồi, cho nên mấy anh em mình xây trở tìm một cái quảng để neo đậu tàu chuẩn bị chở lưới và bắt đầu mùa giải năm 2021. Chúc cho quý anh em mình chuyên nghiệp hơn về những cảnh đánh bắt khai thác của tất cả anh em tàu cá làm lưới quay đêm trên mọi miền đất nước cho toàn thể quý anh em mình xem. Chúc cho anh em năm mới đón xuân vui vẻ nha.